Linh và May chào đón quý vị đến với chương trình Kết Nối Trái Tim. Sáng sớm ngày hôm sau, cá heo đã dậy rất sớm và dùng quyền trưởng nhóm để sắp xếp mọi việc như thế này. Em nói thiệt nha, cái gì chứ con trai sống nào cũng thích cơ, chứ em nhìn thấy em chỉ nghĩ tới con gà quay thôi à. À đúng rồi, bởi vì mắt to dày mà. Ừ thì em thích mắt to vậy đó. Mấy bạn nam ơi, hồi nãy ai gửi thư cho em vậy? Có con Hạc á. Không, anh Hạc đâu rồi, anh không biết nữa. Cái gì mà cành cây xoài nữa em cũng chả hiểu. Lê bên cây hả? Thiệt đó hả? Ở đâu vậy? Thôi. Mà cù leo cây mới là cái chuyện kỳ lạ trên đời luôn. Tôi mới thấy con cù leo cây lần đầu. Khóc gì mà khóc, khùng hả? Vậy, không có nghĩa tình buồn. Có vẻ là thân với cù hơn, nhưng mà mọi người giống như là đang mặc định là anh với cù sẽ về cùng với nhau vậy. Anh không có nghĩ là sẽ lấy được. Lấy được là sao? Sẽ hợp được. Ủa sao giống nhau mà không hợp? Tại vì thường thì cái gì khác giống thì nó mới hút nhau, với cùng giống mà đâu hút nhau. Hai chàng đó thì em thích tính cách của chàng nào? Dạ không thích ai hết. Dẫu Quỳ nó rất là yếu đuối đó. Rồi tấm lại là em muốn anh hẹn Dẫu Quỳ. Em nghĩ anh em cần được lắm. Em nghĩ là nghe nhiều hơn, anh cần phải giải thích cái chuyện hồi tối hôm qua. Chuyện đó làm cho nó bị tổn thương. Nhưng mà anh nhắc em câu tốt nhất là nên quên đi ám ảnh ngày xưa. Nên đó anh tránh em ra đi. Lỡ gì em thích ai là sao? Nếu mà em thấy là là nguyên nhân là do anh giống cái bóng cái người cũ của em thì nên thôi. Anh lên xe thì đương nhiên cũng giống như mấy bạn là để tìm một mảnh ghép thích hợp với mình, chứ không phải là để đóng vai một cái mảnh ghép hoàn hảo. Đúng là Giả Quỳ đang là cái ứng cử viên sáng giá nhất mà anh Zen nhắm tới, nhưng mà Giả Quỳ nhát quá. Em thấy em không thích như vậy. Không thích đúng không? Dạ không thích anh Zen. Mình phải dạ mình giống như là mình thích ai đó thì mình phải mạnh mẽ lên, mình bộc lộ cho người ta biết, chứ cứ im như vậy sao người ta biết được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó chính là phần Kết nối trái tim. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã làm mai được cho hai cặp đôi.